nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Nguyện xin ơn sủng Đức Giêsu Kitô Chúa chúng ta, tình yêu của Chúa Cha và ơn thông hiệp của Chúa Thánh Thần ở cùng tất cả anh chị em. Kính chào tất cả quý cô, quý ông bà và anh chị em. Trong ngày Chủ nhật thứ nhất mùa chay, chúng ta được mời gọi bước vào trong hoang địa của tâm hồn của chúng ta trong vòng 40 ngày để chúng ta khám phá lại con người thật của chúng ta, và nhất là chính tình yêu thương và lòng tha thứ của Thiên Chúa đối với chúng ta. Và giờ đây xin Chúa thứ tha những lỗi lầm chúng ta đã xúc phạm đến Chúa, để chúng ta xứng đáng cử hành mầu nhiệm thánh. Tôi thu nhận cùng Thiên Chúa toàn năng và cùng anh chị em, tôi đã phạm tội nhiều trong tư tưởng, lời nói, việc làm và những điều thiếu sót. Lỗi tại tôi mọi ngày, vì nay tôi xin Đức Bà Maria chọn đời đồng chính, các thiên thần, các thánh và anh chị em, khấn cầu cho tôi trước tòa Thiên Chúa. Xin Thiên Chúa toàn năng thương xót tha tội và dâng đưa chúng ta đến sự sống đời đời. Lạy Thiên Chúa toàn năng, hàng năm Chúa ban cho chúng con 40 ngày chay thanh để tôi luyện hồn xác chúng con. Xin giúp chúng con sống những ngày khăn khổ ấy để hồng biết Đức Kitô và dõi theo gương Người, hầu xứng đáng hưởng ơn Người cứu độ. Người là Thiên Chúa hằng sống và hiến tri cùng Chúa, hiệp nhất với Chúa Thánh Thần đến muôn thuở muôn đời. Amen. Trích sách Sáng Thế. Đây Chúa phán cùng ông Noe và con cái ông rằng: Đây ta ký kết giao ước của ta với các ngươi và con cháu các ngươi, với tất cả sinh vật đang sống với các ngươi, như chim chóc, gia súc, tất cả những thú vật đang sống trên mặt đất với các ngươi, những gì ra khỏi tàu và toàn thể thú vật trên mặt đất. Ta ký kết giao ước của ta với các ngươi, nước lụt không còn tiêu diệt mọi loài nữa, cũng không khi nào còn lụt tàn phá trái đất nữa. Và Thiên Chúa phán: đây là dấu chỉ giao ước ký kết giữa ta với các ngươi và tất cả sinh vật đang ở với các ngươi, và sau này mãi mãi ta sẽ đặt trên trời một cái móng, và nó sẽ là dấu chỉ giao ước giữa ta với trái đất. Khi ta quy tụ mây lại trên trời, móng sẽ xuất hiện trên mây, và ta sẽ nhớ lại giao ước đã ký kết giữa ta với các ngươi và mọi sinh vật, và không khi nào nước lụt tiêu diệt mọi loài như thế nữa.
Đó là lời Chúa. Tất cả đường lối Chúa là ân sủng và trung thành dành cho những ai giữ giới luật và giao ước Ngài. Trích thư thứ nhất của Thánh Phêrô Tông Đồ. Anh em thân mến, Chúa Kitô đã chết một lần cho tội lỗi chúng ta. Người là đấng công chính thay cho kẻ bất công, để hiến dâng chúng ta cho Thiên Chúa. Thật ra Người đã chết theo thể xác, nhưng đã nhờ thần linh mà sống lại. Với thần linh, Người đã đến rao giảng cho những tâm hồn bị giam cầm, cho những kẻ xưa kia có lúc không tin, đang khi lòng nhân từ của Chúa còn khoan giảng lúc ông Noe đóng tàu. Nhờ đó, một số ít người, gồm tất cả 8 người, được cứu khỏi nước lục. Và hiện giờ, phép thanh tẩy cũng cứu anh em, cũng giống như thể thức ấy. Vì phép ấy không phải chỉ rửa sạch thân xác, mà đó là lời cầu xin Thiên Chúa ban cho một lương tâm ngay thẳng, nhờ sự phục sinh của Chúa Giêsu Kitô, đấng ngự bên hữu Thiên Chúa. Sau khi về trời, đã bắt các thiên thần, các quyền thần và các đạo binh suy phục Người. Đó là lời Chúa. Người ta sống không nguyên bởi bánh, nhưng bởi mọi lời do miệng Thiên Chúa phán ra. Chúa ở cùng anh chị em. Và ở cùng cha. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marco. Khi ấy, Thánh Thần thúc đẩy Chúa Giêsu vào hoang địa và Người ở đó suốt 40 đêm ngày, chịu Satan cám dỗ, sống chung với dã thú và các thiên thần hầu hạ Người. Sau khi Gioan bị bắt, Chúa Giêsu sang xứ Galilea rao giảng tin mừng của nước Thiên Chúa. Người nói:
thời giờ đã mãn và nước Thiên Chúa đã gần đến. Anh em hãy ăn năn sám hối và tin vào tin mừng. Đó là lời Chúa. Lời Chúa đi con, lời khen Chúa. Ông bà và anh chị em thân mến, có câu chuyện về một con lạc đà mẹ với con lạc đà con nói chuyện với nhau. Con lạc đà con mới hỏi mẹ nó: mẹ ơi, sao mà lạc đà chúng ta có cái cẳng mà cái bàn chân lại tới cái ba móng to như vậy? Thì con lạc đà mẹ trả lời: này con biết không, cái loài lạc đà chúng ta cái bàn chân nó phải có ba cái móng thật to để mà khi chúng ta vượt qua sa mạc chúng ta không bị luống xuống cát. Con lạc đà con hỏi tiếp: vậy mẹ, tại sao lạc đà chúng ta lại có cái cặp mi nó dài mà nó rộng như vậy? Thì con lạc đà mẹ trả lời: bởi vì nhờ có cái cặp lông mi dày và rộng như vậy, chúng ta mới có thể bảo vệ cặp mắt cho khỏi cát trong sa mạc nó đi vào trong mắt của chúng ta. Rồi con lạc đà con mới hỏi tiếp: vậy thưa mẹ, thế thì có cái bướu ở trên cái lưng của chúng ta sao mà nó to vậy? Thì con lạc đà mẹ mới trả lời: này con biết không, cái bướu đó rất là quan trọng, bởi vì nó tích trữ những cái mỡ trong đó, và rồi khi chúng ta vượt sa mạc chúng ta trữ nước, rồi chúng ta có thể kéo dài cái cuộc sống của chúng ta trong một cái nơi mà không có nước. Thế thì con lạc đà con mới gật gù: ồ, con biết rồi, chúng ta có cái bàn chân ba móng thật lớn để chúng ta đi qua sa mạc khỏi bị luống xuống cát, rồi chúng ta có cái lông mi dài và rộng để chúng ta cát khỏi trong sa mạc khỏi vào mắt chúng ta, rồi chúng ta có cái bú thật to để rồi chúng ta trữ nước, để rồi chúng ta có thể vượt qua sa mạc. Mà rồi nó ngẫm nghĩ hồi rồi nói: nhưng mà thưa mẹ, tại sao chúng ta lại ở trong sở thú Los Angeles? Câu chuyện nó vui, nhưng mà cho chúng ta thấy nhiều khi chúng ta sống như là trong một cái sở thú, trong cái xã hội hiện đại, và nhiều khi chúng ta quên đi cái khả năng của chúng ta và quên đi cái mục đích, cái cuộc đời của chúng ta mà Thiên Chúa ban cho. Và vì thế trong mùa chay, giáo hội mời gọi chúng ta bước vào trong hoang địa, bước vào trong sa mạc. Ngày hôm nay trong bài Tin Mừng, Thánh Marco tường thuật hết sức là vắng vỏi câu chuyện Chúa Giêsu đi vào trong hoang địa và chịu cám dỗ 40 đêm ngày. Nếu như chúng ta đọc Tin Mừng theo Thánh Matthew và Thánh Luca, chúng ta sẽ thấy một cái sự diễn tả đối đầu giữa Chúa Giêsu và ma quỷ một cách gọi là mãnh liệt hơn. Và sự đối đầu đó được thể hiện qua việc Chúa Giêsu dùng những kinh thánh, những câu kinh thánh để mà chống trả những điều ma quỷ Satan cám dỗ Ngài. Riêng Thánh Marco thì Thánh Marco tường thuật hết sức là ngắn ngủi. Tuy nhiên, việc Chúa Giêsu vào trong hoang địa bị cám dỗ chắc chắn là một cuộc cám dỗ hết sức là cam go, và Chúa Giêsu cũng phải kiên cường chống đỡ và đã chiến thắng. Trong những cám dỗ của Satan mà chúng ta nếu đọc Tin Mừng theo Thánh Matthew và Thánh Luca, chúng ta sẽ thấy đó là sự cám dỗ về cơm bánh, sự cám dỗ về quyền lực, về danh vọng. Hay nói đúng hơn, cuối cùng ra đó là sự cám dỗ trở nên chính Thiên Chúa. Chúng ta biết Adam và Eva, những tổ tiên của chúng ta, đã phạm tội bởi vì muốn trở nên như Thiên Chúa, trong một cái nỗ lực hết sức là vô vọng, muốn rằng từ đây mình sẽ tạo được hạnh phúc cho chính mình, không cần nhờ đến Thiên Chúa, không cần quyền năng và lòng thương xót của Thiên Chúa, và đi ngoài cái chương trình cứu độ của Thiên Chúa. Và thế là xuất hiện trong thế gian của chúng ta đây biết bao nhiêu là những sự gian tham, những tham vọng, những sự ích kỷ, những sự giết chóc. Và Chúa Giêsu khi vào trong hoang địa bị cám dỗ bởi Satan, thì Satan cũng muốn Chúa Giêsu hãy tỏ ra mình
vượt thoát ra ngoài cái tình yêu thương của Thiên Chúa Cha. Hãy tạo cho mình một cái hành động, một cái chương trình hoạt động cứu độ mà mình đề ra không phải xuất phát từ Thiên Chúa Cha. Và Chúa Giêsu, Ngài mặc dầu là con yêu dấu của Thiên Chúa Cha, như cái đoạn trước tin mừng ngày hôm nay chúng ta đọc, Chúa Giêsu chịu phép rửa, được phép rửa, và Chúa Giêsu được Thiên Chúa Cha đã phán đây là con yêu dấu của ta. Và chúng ta thấy được, cho dù Chúa Giêsu biết rằng mình là con yêu dấu của Thiên Chúa, thì Ngài cũng phải chịu chấp nhận những cái sự khổ đau, những cái thử thách, những cám dỗ, để rồi qua đó để nhận thấy rằng ngay cả trong những sự cám dỗ đó, những sự thử thách đó, Thiên Chúa toàn thắng. Và sống theo thánh ý của Thiên Chúa là điều quan trọng nhất, để rồi cuộc đời, cuộc sống của chúng ta mới đem lại cái niềm hạnh phúc và an vui vĩnh viễn. Đối với chúng ta, những người Kitô hữu, những người Công giáo, chúng ta cũng được mời gọi bước vào trong hoang địa trong 40 ngày. Nói đến 40 ngày trong mùa chay, chúng ta thường thường hay chỉ nghĩ đến ăn chay, cầu nguyện và làm việc bác ái. Dĩ nhiên đó là những điều chúng ta cần phải làm. Nhưng mà xét cho cùng, ngay cả việc chúng ta ăn chay, thật sự nó cũng không có nhiều nhặng gì so với các tôn giáo khác như Hồi giáo, người ta ăn chay nguyên cả tháng Ramadan. Hay là vấn đề cầu nguyện, thật sự giáo hội cũng mời gọi chúng ta cầu nguyện liên lỉ, tuy nhiên cũng không bắt buộc chúng ta cầu nguyện theo một số tôn giáo khác đòi hỏi hết sức là nghiêm ngặt. Và rồi vấn đề bác ái, so ra những người Công giáo của chúng ta cũng không làm việc bác ái bằng những anh chị em khác, nếu như chúng ta tính vào gọi là cái tỷ lệ đóng góp. Thế thì phải chăng cái việc giáo hội mời gọi chúng ta ăn chay, cầu nguyện và làm việc bố thí là một điều vô ích hay không? Chắc chắn không phải vậy. Bởi vì ăn chay, cầu nguyện và bố thí đó không phải là cứu cánh, nhưng mà đó chỉ là những phương thế được giáo hội đề nghị để giúp cho chúng ta biết trở về với chính mình, biết rằng chúng ta là thân phận tù tà và chúng ta cần đến Chúa, cần đến lòng thương xót của Chúa. Và nhất là để cho chúng ta nhận ra rằng chính Thiên Chúa chứ không phải chúng ta điều khiển cuộc đời của mình, và ban cho chúng ta, chính Chúa ban cho chúng ta hạnh phúc chứ không phải ai khác, không phải do chính tay chúng ta tự tạo ra. Và vì thế việc giáo hội mời gọi chúng ta trong 40 ngày bước vào trong hoang địa của tâm hồn, đó là làm cho chúng ta hãy nhớ lại cái thân phận của mình, và quan trọng hơn nữa đó là lòng thương yêu và tình thương xót của Thiên Chúa đối với chúng ta. Có điều phải chăng trong cuộc sống hàng ngày, nhiều khi chúng ta đã bị những thói quen, những tiếng nói của thế gian làm cho chúng ta có những suy nghĩ, làm cho chúng ta có những tính toán, làm cho chúng ta có những hoạch định theo cái đường lối và theo cái óc, cái não trạng của con người. Miễn sao cho chúng ta được lời lãi, miễn sao cho chúng ta được lợi ích, chúng ta được lợi lộc. Nhưng ngày hôm nay giáo hội mời gọi chúng ta cùng bước với Chúa Giêsu vào trong hoang địa để dứt bỏ những gì ngăn cản chúng ta đến với Chúa, ngăn cản chúng ta trở thành những người con cái yêu dấu của Thiên Chúa. Và muốn được như vậy, chúng ta hãy nhìn lại cái thói quen của chúng ta, những lối suy nghĩ của chúng ta, những cách sống của chúng ta. Phải chăng nhiều khi chúng ta không để ý muốn của Thiên Chúa làm chủ của cuộc đời mình, và chúng ta nghĩ rằng chỉ bằng duy ý chí của chúng ta, ý muốn của chúng ta sẽ đem lại cho chúng ta được hạnh phúc. Nhưng thật sự cái điều đó không thật, và chắc chắn rằng chỉ làm cho chúng ta càng thêm đau khổ, làm cho chúng ta càng thêm bất hạnh. Và vì thế điều quan trọng đó là chúng ta phải ngắm nhìn lại chính Chúa Giêsu trong hoang địa, chúng ta phải quy hướng tâm hồn của chúng ta về Chúa. Nếu không,
thì thời gian 40 ngày trong hoang địa mà giáo hội mời gọi chúng ta cũng sẽ trôi qua và không đem lại lợi ích gì cho nhiều lắm. Cho dẫu rằng chúng ta có ăn chay, chúng ta có cầu nguyện, chúng ta có kiêng thịt, chúng ta có làm việc bác ái, bởi vì những điều đó cũng chỉ là những phương thế mà thôi. Điều quan trọng đó là chúng ta biết trở về cùng Chúa trong một cái nhìn mới, trong một thái độ sống mới. Mà nhiều khi chúng ta, những nếp nghĩ của thế gian đã làm cho chúng ta thờ ơ với Chúa và cho chúng ta nghĩ rằng chúng ta sống một con đường mà chúng ta nghĩ rằng đem lại cho chúng ta cái niềm vui hạnh phúc. Vào khoảng năm 400, có một nhà ẩn tu tên là Telemachus từ Thổ Nhĩ Kỳ qua Roma. Và thời bấy giờ đã hết bất hại những người Kitô hữu, các hoàng đế Roma đã trở nên thân thiện hơn và nhiều người dân Roma cũng đã theo đạo Kitô giáo. Telemachus đến Roma và như là được mời gọi của Thiên Chúa, và ngài bước vào trong đấu trường La Mã ở Roma. Cho dẫu thời bấy giờ nhiều người Kitô hữu Roma đã biết Chúa, tuy nhiên họ vẫn còn sống theo những cái nề nếp và những lối suy nghĩ mà những người dân ngoại ngày xưa và chính họ, cha mẹ họ trước đây cũng đã từng sống. Và một trong những điều đó, đó là vui thú với cảnh các dũng sĩ giác đấu chém giết nhau trên đấu trường. Và Telemachus theo đoàn người thủ đô Roma vào trong đấu trường. Có người nói đó là đấu trường Colosseo, ngày hôm nay ở bên Roma vẫn còn di tích. Khi Telemachus ngồi xuống để xem thì thấy hai dũng sĩ cầm kiếm chuẩn bị sát vào nhau để một mất một còn. Telemachus vội vượt qua cái hàng rào người và nhảy qua bức tường bước vào trong đấu trường và nói với hai dũng sĩ giác đấu rằng: nhân danh Chúa Giêsu hãy dừng tay lại. Hai dũng sĩ giác đấu ngơ ngác nhìn nhau không biết phải nói gì. Trong lúc đó, đám đông khán giả ngồi ở đấu trường thấy Telemachus nhảy vào làm phá vỡ đi cái thú giải trí của họ. Thế là họ la ó lên. Và thế là theo lời sách vở ghi lại thì họ đã ném đá Telemachus cho đến chết. Nhưng rồi sau đó đấu trường hoàn toàn im lặng khi thấy Telemachus ngã xuống. Và từ đó hoàng đế La Mã Honorius đã ban bố lệnh không được, từ đây không được có cảnh giết người trên đấu trường nữa. Câu chuyện có thật về nhà ẩn tu Telemachus giúp cho chúng ta nhận thức rằng là người Kitô hữu, là người Công giáo, chúng ta nhiều khi phải vượt lên trên những cái gì mà chúng ta cho là quen thuộc, chúng ta cho là bình thường. Tuy nhiên, đi theo Chúa Giêsu, bước theo Chúa Giêsu vào trong hoang địa đòi hỏi một cái nỗ lực phi thường. Chúng ta vượt lên trên tất cả những suy nghĩ bình thường của con người, để rồi chúng ta biết cậy dựa vào Chúa, để chúng ta biết phó thác vào Chúa, để chúng ta nhìn đến lòng thương xót và lòng thứ tha của Ngài, để chúng ta đón nhận ân sủng cứu độ. Và vì thế trong ngày Chủ nhật thứ nhất mùa chay, chúng ta được Chúa Giêsu mời gọi cùng với Ngài bước vào trong hoang địa. Chúng ta hãy chiến đấu chống lại những sự cám dỗ của ma quỷ, của xác thịt, của thế gian, để rồi chúng ta sẽ bước ra khỏi hoang địa trong sự chiến thắng. Nhưng sự chiến thắng cuối cùng đó là khi chúng ta đã cùng với Chúa Giêsu đóng đinh tội lỗi của chúng ta vào trong thập giá. Để xin Chúa chúc lành cho chúng ta trong mùa chay thánh này, và nhất là cho chúng ta có tinh thần ăn năn sám hối và tin vào tin mừng cứu độ
mà Chúa Giêsu đã loan báo ngày xưa và tiếp tục loan báo cho chúng ta ngày hôm nay. Amen. Và giờ đây chúng ta cùng nhau đứng lên tuyên xưng đức tin. Tôi tin kính một Thiên Chúa là Cha toàn năng. Bà và anh chị em thân mến, giáo hội mời gọi chúng ta bước vào trong mùa chay thánh với 40 ngày để chúng ta nhìn lại cuộc sống của chính mình và nhất là để chúng ta cảm thấy lòng thương xót từ bi của Thiên Chúa đối với chúng ta là những người tội lỗi. Và giờ đây trong tâm tình cảm tạ và chúc tụng, chúng ta dâng lên Ngài những lời nguyện thiết tha sau đây. 40 ngày của mùa chay là thời gian để canh tân đời sống thiêng liêng. Chúng con dâng lên Chúa toàn thể hội thánh, cách riêng cho Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16, các giám mục, linh mục, phó tế và tu sĩ nam nữ. Xin cho việc thực hành mùa chay thánh
là cơ hội giúp chúng con trở về với Chúa và làm hòa với anh em. Anh em hãy sám hối và tin vào tin mừng. Chúng con dâng lên Chúa thế giới đầy biến động và những nguy cơ chiến tranh. Xin Chúa ban Thánh Thần để người canh tân đổi mới bộ mặt trái đất, soi sáng lòng trí con người, giúp tất cả chúng con biết mở rộng, đón nhận và sống những đời sống đòi hỏi của tin mừng. Cầu nguyện, ăn chay và thực hành bác ái là những việc rất cụ thể. Chúa đòi hỏi chúng con thực hành trong mùa chay. Xin cho cộng đoàn nhỏ bé của chúng con biết thể hiện lòng sám hối, không chỉ ngang qua sự hối tiếc về những tội lỗi của mình, mà còn thay đổi suy nghĩ và hành động theo tinh thần và cung cách mới của Phúc Âm. Chúng con dâng lên Chúa quê hương Việt Nam thân yêu của chúng con. Xin cho nhà cầm quyền biết ăn năn sám hối về những hành động bất công và tội lỗi của mình và ban cho đồng bào chúng con cuộc sống ấm no, hạnh phúc. Chúng con dâng lên Chúa những người đau yếu trong cộng đoàn. Xin Chúa ban cho họ tràn đầy lòng tin và giúp họ nhận ra ý nghĩa của đau khổ. Trong thinh lặng, chúng con dâng lên Chúa những ý nguyện riêng trong lòng. Lạy Chúa, đó là những ước nguyện chân thành chúng con dâng lên Chúa. Xin Chúa vui lòng đón nhận và giúp cho chúng con biết thực thi tất cả những điều giáo hội dạy trong mùa chay này, nhất là trong tinh thần sám hối và ăn năn, để từ đó chúng con can đảm bước theo chân Chúa Giêsu, đấng cứu thế của chúng con. Chúng con cầu xin nhờ danh Đức Kitô Chúa chúng con. Amen. Thank you.
Anh chị em hãy cầu nguyện đi, lễ của tôi cũng là hy lễ của anh chị em được Thiên Chúa là Cha toàn năng chấp nhận. Lạy Chúa, hôm nay là Chủ nhật đầu mùa Chay Thân, chúng con dâng lên Chúa những lễ vật này. Cúi xin Chúa vui lòng chấp nhận và thương biên đổi trên cuộc đời chúng con thành của lễ đẹp lòng Chúa. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Amen. Chúa ở cùng anh chị em. Và ở cùng em. Hãy nâng tâm hồn lên. Chúng con đang hướng về. Hãy tạ ơn Chúa là Thiên Chúa chúng ta. Lạy Cha Chí Thánh là Thiên Chúa toàn năng hằng hữu, chúng con tạ ơn Cha mọi nơi mọi lúc nhờ Đức Kitô Chúa chúng con thật là chính đáng phải đạo và xin ơn cứu độ cho chúng con. Khi nhịn ăn 40 đêm ngày, Người đã nêu gương chay tịnh, và khi phá vỡ mưu trước của con rắn xưa, Người dạy chúng con thắng mọi cơn cám dỗ, để khi cử hành mầu nhiệm vượt qua với tâm hồn trong sạch, chúng con có thể tới dự lễ vượt qua muôn đời. Vì thế thì với toàn thể thiên thần và các thánh, chúng con không ngừng hát bài ca chúc tụng Cha và tung hô rằng: Lạy Chúa, Chúa thật là đấng thánh, là nguồn ngoài sự thánh thiện. Vì thế chúng con nài xin Chúa dùng ơn thánh thần Chúa thánh hóa những của lễ này để trở nên cho chúng con mình và mẫu Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con. Khi tự nguyện nộp mình chiêu khổ hình, Người cầm lấy bánh, tạ ơn, bè ra và trao cho các môn đệ mà nói: tất cả các con hãy nhận lấy mà ăn, vì này là mình Thầy sẽ bị nộp vì các con. Cùng một thế thương ấy, sau bữa ăn tối, Người cầm lấy chén cũng tạ ơn, trao cho các môn đệ mà nói: tất cả các con hãy nhận lấy mà uống, vì này là chén máu Thầy, mối giao ước mới và vĩnh cửu, sẽ đổ ra cho các con và nhiều người được tha tội. Các con hãy làm việc này mà nhớ đến Thầy. Đây là mầu nhiệm đấng tin. Vậy lạy Chúa, khi kinh nhớ con Chúa chịu chết và sống lại, chúng con dâng lên Chúa bánh trường sinh và chén cứu độ để tạ ơn Chúa, vì Chúa đã thương cho chúng con được xứng đáng hầu cận trước tôn nhang và phụng sự Chúa. Chúng con tha thiết nài xin Chúa cho chúng con khi thông phần mình và máu Đức Kitô được quy tụ nên một nhờ Chúa Thánh Thần. Lạy Chúa, xin nhớ đến nỗi thân Chúa lan rộng khắp hoàn cầu để kiện toàn hội thánh trong đức mến, cùng với Đức Giáo Hoàng Benedicto
Đức Giáo Mục Giuse, các Đức Giáo Mục Phụ Thái Giáo Phận chúng con và toàn thể hàng giáo sinh. Xin nhớ đến các tôi tớ Chúa là Phêrô, Giuse, Augustino, Anne, Maria, Domenico, Phaolô, Marta, Đa-bên, Tô-ma, Gioan, Bautista và những linh hồn mà chúng con nhớ đến hôm nay. Xin ban cho những kẻ đã chết như con Chúa thì cũng được sống lại như người. Xin Chúa chúng đỡ đen chị em chúng con nên có thể xây dựng khi còn sống lại. Và mọi người đại diện các tộc tổ tiên không bản cha mẹ và tất cả quyết thuộc chúng con đã đi trở sông thì không được của Chúa. Xin cho mọi người vào một ánh sáng tôn nhạc Chúa. Chúng con đại xin Chúa thông suốt tất cả chúng con cho chúng con được đồng hưởng sự sống đời đời. Cùng với Trinh Nữ Maria Mẹ Thiên Chúa, các thánh tông đồ, các thánh trưởng đại Việt Nam và toàn thể các thánh đã sống trở thành Chúa qua mọi thời đại. Và cùng với các thánh, xin cho chúng con được ca ngợi và tôn vinh Chúa, được Đức Giêsu Kitô con Chúa. Chính nhờ Người, với Người và trong Người mà mọi danh dự và vinh quang đều quy về Chúa là Cha toàn năng, trong sự hợp nhất của Chúa Thánh Thần đến muôn đời. Vâng, lệnh Chúa cứu thế và theo thể thức Người dạy, chúng ta giam nguyện rằng: Lạy Cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện danh Cha ta sáng, nước Cha chỉ đến, ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hàng ngày và tha nợ chúng con như con cũng tha kẻ có nợ chúng con, xin chớ để chúng con xa chương cám dỗ, nhưng cứu chúng con cho khỏi sự dữ. Lạy Chúa, xin cứu chúng con khỏi mọi sự dữ, xin đoái thương cho những ngày chúng con đang sống được bình an. Nhờ Chúa trong lòng thương cứu giúp, chúng con sẽ luôn luôn thoát khỏi tội lỗi và được an toàn khỏi mọi biên loạn. Đáng khi chúng con mong đợi niềm hy vọng hồng phúc và ngày trở lại của Chúa Giêsu Kitô đấng cứu độ chúng con. Vì vương quyền, uy lực và vinh quang là của Chúa đến muôn đời. Lạy Chúa Giêsu Kitô, Chúa đã nói với các tông đồ rằng: Thầy để lại bình an cho các con, Thầy ban bình an của Thầy cho các con. Xin Chúa đừng chấp tội chúng con đây, nhưng xin nhìn đến đức tin của Hội Thánh Chúa. Xin đoái thương ban cho Hội Thánh được bình an và hiệp nhất theo Thánh ý Chúa. Chúa hằng sống và hiến trì muôn đời. Amen. Bình an của Chúa hằng ở cùng anh chị em và ở cùng cha. Ta chúc bình an cho nhau. Lạy Chiên Thiên Chúa, đừng xóa tội trần gian, xin thương xót chúng con. Lạy Chiên Thiên Chúa, đừng xóa tội trần gian, xin thương xót chúng con. Lạy Chiên Thiên Chúa, đừng xóa tội trần gian, xin ban bình an cho chúng con. Đây Chiên Thiên Chúa, đây đấng xóa tội trần gian, phúc cho ai được mời đến dự tiệc Chiên Thiên Chúa. Lạy Chúa, con chẳng đáng Chúa ngự vào nhà con, nhưng xin Chúa phán một lời thì linh hồn con sẽ lành mạnh.
Con đắm đuối
Ta hãy cầu nguyện. Lạy Chúa, Chúa đã thương lấy ban bởi trời nuôi dưỡng chúng con, làm cho đức tin thêm mạnh mẽ, đức cậy thêm vững vàng, đức mến hằng tha thiết. Xin dạy chúng con biết khao khát tìm kiếm Đức Kitô là bánh trường sinh đích thực, và biết lấy lời Chúa làm lương thực hằng ngày. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Chúa cùng anh chị em. Xin Thiên Chúa toàn năng là Cha và Con và Thánh Thần ban phúc lành cho ông bà và anh chị em. Amen. Thánh lễ đã xong, chúc anh chị em đi bình an. Xin mời cùng đoàn mở sách Thánh Ca trang 458. Thank you.